Về quê chơi, lội ra giường, đặt được hai cửa ngục, dính được mấy con cá lau kiến, đem lên hấp xả ăn. Ta nói em lâu lâu mới ăn lại, nó ngon nhất nhất cái nách luôn á trời. Chuyện là sáng hôm nay, nhọn có cầm một cái thau bự chà bá, lội ra ngoài sau giường để dỡ 12 cửa ngục. Thì hồi chiều hôm qua, nhọn có đặt được mấy cái 12 cửa ngục ở ngoài đây nè, nhưng mà trời tối quá, nhọn không có quay. Ô trời đất ơi, mới vừa cầm cái thau lội ra, chưa có kịp dỡ nữa. Cái ông chú ở bên kia, ông thò cái đầu qua, ông hỏi nhọn á, con cầm cái thau đi đâu vậy con? Cái nhọn mới nói, dạ dạ, con đi dỡ 12 cửa ngục, con đặt hồi chiều hôm qua. Thì con đi dỡ đi con, nếu mà dỡ có cá thì chừa lại cho chú ít con nghe con. Trời ơi trời, xong luôn rồi, chuyến này là xong luôn rồi. Chú mà dặn trước con kiểu này là tiêu con rồi, dỡ biết có con nào không nữa nè, rồi sao mà chừa lại cho chú. Cái gì mà mới có xách cái thau ra mà gặp cái gì đâu không vậy ta. Thôi thì cũng cố nén trong lòng mình lội ra mình dỡ. Nhìn kỹ lại cũng cầm cái thau bự chà bá lội ra nè, không biết dỡ được con nào không nữa. Thì nói nào ngay, cái vụ mà đặt 12 cửa ngục này nhọn cũng dở dữ lắm, nhưng mà cái số cũng còn hên dữ lắm nè. Ra dở cái đầu tiên cũng dính được một con. Ủa ta, thường thì mình đặt 12 cửa ngục mình dính mấy con là mới nhiều ta, sao mà cái 12 cửa ngục của nhọn dở đầu tiên dính được có một con vậy trời. Thôi không sao, có dính là cũng mừng rồi, sợ nó không dính luôn mới ghê. Thì mới dở cái đầu tiên cũng dính được một con cá rô phi cũng to to, rồi thì cuốn cái 12 cửa ngục lên luôn, rồi đổ cá chút cá ra nè. Trời ơi, vác cái thau qua châu bự mới dở được có một con một à. Dở xong cái này rồi qua dở thêm cái thứ hai. Ê, cái thứ hai này có chuyển giọng nghe, dính được hai con. Dở cái đầu đằng kia không có, dở cái đầu đằng đây có được hai con, một con cá lau kiến và một con cá rô phi nữa. Mừng hết lớn luôn ha trời ơi, tưởng nó không dính nữa rồi. Tính ra là ông chú đó ông dặn trước tưởng là không có luôn rồi, nhưng mà mình cũng còn hên hên. Được thêm cái này dính được hai con nữa là tổng cộng ba con, rồi còn cái thứ ba không dính con nào luôn. Cái đó đâu có dính đâu cho nên là không có quay luôn. Thì ngoài đặt mấy cái 12 cửa ngục ra thì nhọn có văng lưới ở trong đây nữa. Dở mấy cái 12 cửa ngục á thấy cá dính ít thì mình cũng hy vọng là cái lưới sẽ dính nhiều, nhưng mà thật ra cái lưới dính đúng ba con luôn. Được một con cá rô mài, một con cá rô phi và một con cá lau kiến, mà dính con cá lau kiến nó có chút ép à. Thôi giờ nghỉ luôn, bây giờ đi mò cá luôn nè. Thì nhọn mới bơ qua cái mương cuối, cũng thọc thọc mấy cái hang được thêm mấy con cá lau kiến nữa. Mò lên được một con cá lau kiến này nè, bự chà bá luôn, nó nằm ở trong hang á, có luôn cả cái cục trứng của nó nữa nè. Nhưng mà nhọn không có lấy nha, nhọn bỏ lại, tại vì nhọn nghe nói đâu á là trứng cá lau kiến ăn không có được, ăn là bị ấy gì đó. Bỏ vậy thôi, sợ quá, bỏ lại luôn, mới mốt cho nó nở ra con cá lau kiến con. Cái nữa nó bự cái mình bắt con bự mình ăn. Vậy đi cho nó nhanh ha, khỏi ăn cái trứng của nó. Rồi thì thành quả dở 12 cửa ngục và văng lưới và mò cá luôn của nhọn á thì được một thau cá. Thấy nguyên một thau vậy thôi chứ toàn cỏ không mà, chứ có vài con cá thôi. Đem lên bờ bắt ra thì cũng được đâu 5-6 con cá lau kiến với ba con cá rô phi cũng to. Rồi bây giờ là lên nhà nè, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới cho thơm tho. Nhọn mới bắt ba con cá lau kiến bự nhất để làm. Xong rồi mình sẽ đi bầm xả, rồi chừa một mớ lá xả đây chút mình quắn cho con cá. Thì nhọn sẽ làm cái món cá lau kiến hấp xả, lâu dữ lắm rồi không có ăn lại, không biết bây giờ ăn lại có ngon như xưa không nữa. Rồi thì cái phần cá lau kiến mình sẽ làm cho sạch, rồi rửa cho sạch. Xong rồi lấy cái phần xả băm mình nhét vô trong bụng của cá. Xong rồi lấy cái mớ lá xả mình quắn mình cột lại ha, cho nó cố định cái phần xả bên trong bụng lại. Mình bỏ xả băm á vô trong bụng cá để cho cá nó được thơm và ngon hơn nha. Rồi mới cho cá vô nồi nè, nêm nếm vô một xíu đường, một xíu bột ngọt, một xíu muối, rồi cho thêm một tí nước dừa vô nữa, mình hấp cho nó thơm và nó ngọt thịt nha. Xong rồi đậy cái nắp lại, mình cho lên lò củi mình hấp nha. Hấp cá lau kiến này tầm khoảng 10 đến 15 phút thôi, vừa chín tới là ăn được rồi. Nhọn sẽ không có để hấp lâu đâu, thịt nó sẽ bị gã và gờ ra hết trơn luôn, là ăn không có ngon. Canh canh chút xíu à, là cái nồi cá mình hấp cũng đã chín rồi nè. Dở cái nắp ra cho nó thơm dữ lắm luôn. Giờ là mình sẽ trưng bày ra cái nia nè, ba con cá bự chà bá, trời ơi tao nói nó thơm he. Nhọn bẻ thử cái đuôi con cá ra nó bốc khói lên luôn á mọi người. Cái phần thịt của nó nhìn trắng phao và săn chắc ghê chưa. Ăn cái món cá lau kiến hấp xả này nè là không thể thiếu một chén nước mắm me nghe. Khui cái phần thịt của cá ra xong rồi chan cái nước mắm me lên, nhìn mà thèm chảy nước miếng ghê chưa. Coi tới cái khúc này rồi có ai thấy thèm không thì mời mọi người ăn cùng với nhọn, với gia đình của nhọn luôn nha. Ta nói lâu lâu á mới ăn lại thịt của con cá này, nó ngon ghê luôn á. Thì mọi người cũng biết là nhọn đã đi làm ở Sài Gòn rồi cho nên á là đâu có ăn được mấy con cá này đâu. Giờ lâu lâu mới được về quê nè, bắt được mấy con lên hấp xả ăn, ta nói nó ngon gì đâu luôn á. Phần thịt của con cá thì nó săn chắc, nó trắng phao và mà ăn nó thơm nữa. Mấy con to to già già là thịt của nó ăn như thịt gà luôn đó nghe. Cộng thêm chấm với cái chén nước mắm me nó mặn mặn, chua chua, cay cay, ngọt ngọt thì ta nói nó dính dữ lắm luôn. Tính ra là hồi lúc mới gặp được con cá này á là cũng sợ dữ lắm, tại vì cái mình của nó như là bộ giáp vậy đó. Mà ta nói à chàng ơi, từ lúc mà ăn được nó rồi thấy nó ngon rồi ha, là lâu lâu cái thèm mà không hiểu sao luôn. Lúc đầu thì thấy sợ nhưng mà bây giờ ăn ngon rồi cái ăn hoài. Rồi thì khúc này là khúc cuối, là của chùm cuối nè. Tờ rồi ăn cá lau kiến mà ăn cùng với cơm nó mới ghê chứ. Thì đây là ba của nhọn đó mọi người. Thường là ăn cá lau kiến hấp xả là ăn cùng với cơm không à. Ba của nhọn nói là ha, cái món này ăn cùng với cơm là ngon nhất nhất cái nách luôn đó con ơi.